Đầu bếp Thanh Vũ và Hồng Thanh mến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Vũ thân mến, ngày hôm nay thì Hồng Thanh đã nhận được một yêu cầu rất là tình cảm của một vị khán giả gửi về cho chương trình. Bây giờ thì Hồng Thanh sẽ mời anh Vũ cùng đọc email này nha. Rồi, dạ. Rồi cho anh xem. Đó, anh Vũ đọc thử. Thưa các bạn, đây là một vị khán giả nữ gửi thư đến chương trình. Xin chào chương trình, tôi rất yêu những món ngon mà mỗi ngày chương trình mang đến cho gia đình của chúng tôi. Chồng tôi thích ăn những món ăn Bắc, đặc biệt là những món có sử dụng lá tí tô. Anh ấy nói lá tí tô không chỉ cho món ăn có hương vị đặc biệt mà người đang mệt mỏi ngửi thấy mùi lá tí tô là thấy khỏe liền. Tuần này thì anh ấy về sau một chuyến công tác dài ngày, tôi muốn để cho anh ấy một món ăn thật là đặc biệt, mang vị Bắc và nhất là phải sử dụng lá tí tô nữa. Món ngon mỗi ngày hướng dẫn giúp tôi nha. Sau khi mà nghe anh Vũ đọc xong bức thư này thì Hồng Thanh tin chắc rằng hôm nay chúng ta sẽ được hướng dẫn một món ăn vừa thơm ngon hấp dẫn mà sẽ chứa đựng nhiều tình cảm, bởi vì cái lá thư này rất là nhiều cảm xúc đúng không anh? Hồng Thanh đoán rất là đúng đấy. Thực sự đây là một tình cảm của một người vợ dành cho một người chồng, với tư cách là một người đàn ông thì anh cảm thấy rất là cảm động khi mà đón nhận được những tình cảm đó. Và thưa các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chắc chắn rồi tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một món ăn thật là đặc biệt. Món ăn đó có tên gọi là lẩu ốc tí tô. Thưa các bạn, để làm một nồi lẩu ốc tí tô cho 4 người ăn, chúng ta cần có 150g thịt ốc bu, 200g thịt ba chỉ, một miếng đậu hũ chiên, 3 trái chuối xanh, ớt hiểm, lá tí tô, nước nghệ tươi, cơm mẻ, hành tím băm, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên các bạn, thịt ba rọi này chúng ta sẽ cắt lát, cắt miếng dày khoảng 2cm trước. Anh sẽ cắt lát dày khoảng chừng 2 ly. Cắt xong chúng ta sẽ ướp, các bạn lưu ý nha. Cho ở đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê nước nghệ tươi nha các bạn. Cho vào đây 1 muỗng canh hành tím băm. Tại sao chúng ta không có dùng bột nghệ khô hay là những cái chất tạo màu khác mà chúng ta lại dùng nước nghệ tươi để tạo màu cho cái phần thịt ba chỉ này vậy? Chúng ta dùng nước nghệ tươi thì làm cho món ăn của chúng ta được đẹp hơn và thơm hơn rất là nhiều. Kế tiếp, đây là chuối xanh. Chúng ta bào vỏ sơ ở bên ngoài như vậy. Để cho chuối được trắng thì chúng ta phải ngâm vào đây nước và pha một chút xíu nước cốt chanh nha các bạn. Như vậy là để giữ được cái màu xanh đẹp tự nhiên cho cái phần chuối này thì chúng ta sẽ ngâm với nước, có cho vài giọt chanh vào đúng không anh? Đúng vậy em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đòi. Kế tiếp chúng ta cắt khúc ngắn khoảng 3cm như vậy, cho vào trong tô nước cốt chanh. Tiếp tục, đậu hũ này chúng ta cắt ra những miếng vuông nè, có cạnh khoảng 2-3cm. Còn phần lá tí tô này chúng ta sẽ cắt sợi nha các bạn. Chúng ta cắt khoảng 1cm là vừa. Có một nguyên liệu mà từ đầu giới thiệu mà đó là nguyên liệu chính luôn, đó là ốc bu. Và một điều đặc biệt, để làm sao chúng ta sơ chế thịt ốc bu được sạch và không bị nhớt, rất là dễ các bạn à. Chúng ta chỉ chà sát ít muối với lại giấm gạo lisa, sau đó chúng ta rửa lại. Rồi chúng ta làm như vậy khoảng chừng 3 lần là ốc bu sẽ sạch thôi. Quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ rửa thịt ốc với muối và giấm nhiều lần để cho ốc của chúng ta sạch và hết nhớt. 3 trái ăn hiểm anh sẽ đập dập. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần là chế biến. Bắt lên đây một nồi nước dùng và bắt lên đây một cái chảo. Cho vào đây bít dầu. Anh cho tiếp đây khoảng 1 muỗng canh hành tím như vậy nha. Xào lên cho thơm. Anh sẽ cho phần thịt ba rọi để ướp vào. Rồi chúng ta xào cho thịt săn và mỡ tươm ra một chút như vậy là được. Chúng ta cho tiếp ốc bu vào đảo nhanh. Tại sao chúng ta không có cho luôn cái phần thịt ốc này vào nồi nước dùng cho gọi là ngọt nước đó anh, mà chúng ta lại xào chung với thịt như vậy? Chúng ta làm như vậy thì thịt và ốc bu sẽ thấm gia vị hơn, món ăn chúng ta sẽ thơm hơn và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Quý vị hãy lưu ý nha, chúng ta sẽ xào thịt và ốc bu trước để cho thịt và ốc bu thấm đều gia vị và thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn. Với 1.5 lít nước dùng này thì chúng ta sẽ nêm như sau: 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng rưỡi canh đường. Cho vào đây một chén nước mẻ chúng ta đã lọc lại. Anh sẽ vớt chuối xanh này ra như vậy, để cho ra và anh cho vào đây luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho ốc bu và thịt xào vào nha. Ta cho vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cho đậu hũ vào và 3 trái ớt hiểm vào luôn. Chúng ta cho rau tí tô vào, chúng ta sẽ tắt bếp. Cho vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Anh sẽ bày ra một cái thố nhỏ nhỏ xinh xinh để cho nó đẹp mắt.
Và mình có thể ăn kèm với lại rau muống nè. Dạ. Với bắp chuối nè. Tí tô thì chúng ta để ở đây. Đây. Chúng ta có thể ăn kèm chung với lại bún tươi và nước mắm sống và ớt lát. Anh sẽ múc cho em nè. Dạ. Mời em thưởng thức trước. Sao? Bây giờ húp thêm một miếng nước lẩu rồi. Bây giờ cảm nhận của em về món này như thế nào nè? Quý vị ơi, khi nếm vào phần nước lẩu thì có thể cảm nhận được vị chua chua, ngọt thanh nhẹ nhàng. Vẫn hài hòa hương vị rất là đậm đà, thơm ngon. Thịt ốc thì giòn giòn, ngọt ngọt, hòa quyện với nhau. Tất cả những vị và mùi hương đó tạo nên một món ăn rất tuyệt vời luôn đó quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chúc mừng quý vị khán giả đã trúng thưởng trong chương trình ngày 1 tháng 12 năm 2013. Đáp án đúng câu 1, đáp án 3 và câu 2, đáp án 2. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị khán giả trúng thưởng trong vòng 1 tuần kể từ ngày hôm nay để trao quà cho quý vị. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hy vọng sẽ luôn là một người bạn chân thành thân thiết để giải đáp mọi thắc mắc của quý vị có liên quan đến việc bếp núc. Quý vị có thể gửi thư về cho chương trình đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện về cho Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại 0838237557, hoặc cũng còn một cách khác là quý vị có thể truy cập vào trang web ở địa chỉ www.mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ và Hồng Thanh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.